bước đầu là khá ông có thể đánh giá cái xét tổng quan chung về cái hướng của đại hội cũng như cái chất thích của đồng hành Như các bạn đã biết, trong cái tình hình khó khăn chung, kinh tế khó khăn chung của cả nước thì câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định cũng ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà đối với đội chúng tôi thì luôn đặt cái chỉ tiêu hàng đầu là cái lối chơi tập thể và cố gắng là làm sao chơi cho hay đẹp để lôi kéo khán giả đến sân. Thì trận đấu hôm nay tôi nói thật là trận đấu có va. Thì tôi không hiểu va để làm gì. Tôi nhớ là trận đấu có va thì nó có bốn cái mục đích là việt vị hay không việt vị, thẻ đỏ hay không thẻ đỏ, bàn thắng hay không bàn thắng. Đấy, nó có nhiều cái mục đích. Mà trong cái bàn thắng chúng tôi thua thì nó có một cái va chạm. Trước đấy xảy ra cái bàn thắng thì là cầu thủ Hà Nội đã có hành động giật chỏ vào mặt cầu thủ của đội chúng tôi. Thì tôi nghĩ tại sao trọng tài ở tình huống dẫn đến bàn thắng mà trọng tài không chích va? Va là để kiểm tra bàn thắng hay không bàn thắng, hợp lệ hay không hợp lệ. Tại sao lại không kiểm tra va? Mà nhất quyết là phải không. Trong khi là có phản ứng các cầu thủ đội thôi. Chúng ta nên coi lại cần phải va hay không. Các bạn nên nhớ là ở tình huống trước đó, khi mà chúng tôi đội chúng tôi có dấu hiệu phạm lỗi thì trọng tài có kiểm tra và lại VAR rất là kỹ. Nhưng mà đến khi đội chúng tôi bị bàn thắng thì lại không kiểm tra. Vậy dùng VAR để làm gì? Chúng tôi luôn tuân thủ luật chơi của ban tổ chức đưa ra. Nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng những cái điều lệ, những cái điều luật của Liên đoàn bóng đá thế giới khi mà sử dụng các cái VAR hỗ trợ cho trận đấu. Vì vậy nếu chúng ta không sử dụng nó, không tận dụng được nó thì chúng ta sử dụng làm gì? Chào anh. Em muốn hỏi một chút về cầu thủ Việt Kiều trong đội hình của mình là Thomas Dương Thanh Tùng ngày hôm nay thì mình giữ bí. Anh đánh giá về cái khả năng đóng góp của cầu thủ này cho câu lạc bộ như thế nào? Cái cơ hội ra sân trong tương lai. Trước tiên thì tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội Hà Nội FC. Trận đấu ngày hôm nay thì đội chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng. Chúng tôi thì không nói về riêng một cầu thủ nào trong đội cả, vì đội chúng tôi là lối chơi tập thể. Còn bạn Dương Thanh Tùng thì là cầu thủ mới Việt Kiều, mới về nước, chưa hiểu nhiều về bóng đá Việt Nam, nên là bạn ấy sẽ dần dần thích nghi và tôi nghĩ là cậu ấy sẽ thích nghi dần với bóng đá của Việt Nam và sẽ đóng góp nhiều cho đội ở một thời gian tới. Anh có thể chia sẻ một chút là lý do vì sao mình chỉ có một cầu thủ Việt Kiều, mặc dù là trong một giải này thì đã được phép đăng ký tối đa là hai cầu thủ, khó khăn gì trong việc tìm kiếm cầu thủ Việt Kiều chất lượng? Cái nguồn cầu thủ Việt Kiều về nước để giới thiệu cho các đội bóng ở V-League là rất là khó khăn, rất là khan hiếm. Chúng tôi cũng may mắn là được anh Mạc Hồng Quân giới thiệu từ bên Séc về. Để mà tìm một người cầu thủ Việt Kiều mà được đáp ứng được cái yêu cầu chuyên môn ở V-League rất là khó khăn trong tình hình hiện nay. Thưa ông, mùa giải V-League năm nay thì cái lượng số lượng cầu thủ Việt Kiều đến với cái giải đấu rất là đông. Và theo quan sát của tôi thì Thomas Dương Thanh Tùng là một cầu thủ mà đã được Quy Nhơn Bình Định lựa chọn, và nhìn qua thì cái thể hình của anh rất tốt. Vậy thì trong những cái buổi tập vừa qua thì ông đánh giá như thế nào về cầu thủ này? Đấy, cái khả năng không chiến cũng như cái khả năng đọc tình huống trong các buổi tập không? Cầu thủ này được đào tạo ở châu Âu nên có cái tư duy rất là tốt. Vấn đề của bạn ấy là cần có thời gian để hòa nhập vào lối chơi của đội. Tôi nghĩ một thời gian tới bạn ấy sẽ thể hiện được mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Sau đây là phần phỏng vấn đội Hà Nội, xin được chuyển câu hỏi.
như các bạn biết, đây là cái trận đấu đầu tiên của tôi ở trên cái đấu trường cao nhất ở V-League. Một cái kỷ niệm rất là khó quên, cảm giác của tôi rất là khó tả. Tôi vừa xúc động mà cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Ngày nay thì câu lạc bộ đã bị sạch lưới, mùa trước thì đã bị chập lưới trong V-League. Thì mùa này thì có sự khác biệt, đấy là có một bạn cầu thủ Việt kiều thi đấu ở vị trí trung vệ, vào số 4, Corona, thì đánh giá là trận diễn của bạn như thế nào? Thực ra thì để ở trận đấu này thì các bạn như để ý so với Hà Nội mùa trước thì chúng tôi chú trọng những từ một bóng hai. Chúng tôi đánh chặn ở trên rất là nhiều, nhưng vì vậy mà không có cơ hội nhiều cho đối phương để có thể phản công được cho Hà Nội giống như mùa trước. Thì qua màn trình diễn vừa qua thì các bạn cũng biết là cái khả năng của cái cầu thủ Việt kiều, bạn ấy rất là nỗ lực và trong thời gian ngắn vừa qua bạn đã hòa nhập với đội rất là tốt. Lý do vì sao mà câu lạc bộ mình chỉ đăng ký có một cầu thủ Việt kiều nhưng mà ở trong mùa này thì đã được đăng ký tối đa là hai cầu thủ? Thực ra thì chúng tôi cũng phải lựa chọn theo cái vị trí mà khi mà câu lạc bộ cần. Thì thực ra cũng có rất nhiều những cái CV của cầu thủ Việt kiều đến nhưng mà những cái vị trí mà chúng tôi chưa cần thiết, bởi vì hiện nay trong câu lạc bộ Hà Nội cũng có tương đối khá nhiều cầu thủ tốt ở các vị trí. Cái tiền đạo Augustin Chi đi đá ai cao nhất ở V-League mùa này, chính ngày chiến trận ngày hôm nay của cầu thủ đấy anh trả? Trận đấu ngày hôm nay thì tôi phải cảm ơn cái tinh thần thi đấu nỗ lực. Như các bạn biết thì lúc đầu hiệp 1 Hà Nội chơi rất là khó khăn. Thì trận đấu đầu tiên bao giờ đối với chúng tôi cũng rất là khó khăn và các bạn luôn luôn muốn thể hiện. Nhưng mà các bạn ý đang có một cái vướng mắc là rất sợ để gây ra một lỗi lầm gì đấy. Cho nên là các bạn chơi rất là an toàn. Nhưng sang hiệp 2 thì tôi cũng có sự điều chỉnh và thúc các bạn cầu thủ chơi để các bạn chơi nguy hiểm hơn ở 1/3 sân đối phương. Tiền đạo chỉ đi thì tiền đạo vào sau và bạn đã rất nỗ lực trong thời gian vừa qua. Thì như các bạn biết cái trình diễn của bạn khá là tốt ở trận đấu này. Mỗi cầu thủ khi về Việt Nam thì đều phải thích nghi với mọi thứ. Vậy thì với ông, cái cầu thủ Việt kiều chơi ở vị trí trung vệ khi Corona, anh đã thay đổi như nào kể từ khi bắt đầu hòa nhập với cầu thủ Hà Nội trong buổi tập gần đây và trong cái trận đấu ngày hôm nay? Thì mẹ của bạn ấy là người Việt Nam. Chính vì vậy mà cái văn hóa Việt Nam cũng được truyền từ người mẹ rất nhiều. Và tôi cũng đã nói chuyện với bạn ấy từ cái dinh dưỡng, ăn uống, cũng như sinh hoạt với người Việt Nam là chúng ta luôn luôn là gần gũi nhau, chia sẻ mọi điều. Và bên cạnh đấy thì bạn cũng cảm nhận được những cái tình cảm từ các cô cầu thủ, đồng đội với nhau. Ban huấn luyện luôn luôn chia sẻ và bạn có sự hòa nhập rất là tốt. Mỗi khi mà có một bất cứ một vấn đề gì, bạn đều ra gặp gỡ các cầu thủ cũng như ban huấn luyện để chia sẻ, hỏi han để xem là các bạn làm nào tốt hơn. Thì tôi nghĩ đó là một cái điểm rất là nổi bật của bạn Nino. Cái hôm nay thì cần cảm ơn anh. Hôm nay anh em nó có thể có một cái kiểu. Thank you.